Tôi lại lấy cái công văn số 151 của ông Thích Đức Thiện để làm nền. Và thưa bà con, cái ông tu sĩ này thì chắc bà con bữa giờ biết quá rồi. Nhưng mà tôi không ngờ ông lại đổ đốn, càng ngày càng đổ đốn như thế. À, không còn tư cách gì là của một tu sĩ nữa bà con. À, phải nói thực sự như vậy đó. Ông còn tệ hơn ông Trân Quang nữa. À, rất là tệ về cái mặt mà phát ngôn đó bà con, tệ lắm luôn đó bà con. Tôi thực sự tôi ngỡ ngàng, tôi nghĩ bụng tôi nói ủa sao lại là có một tu sĩ là như thế nhỉ, à, lạ lùng là như như thế. Ông này như trụ trì đâu ngoài Ninh Thuận phải không bà con, tôi cũng không biết chùa ông ở đâu nhưng mà tôi thấy quá trời trời là coi như là ông, tôi nghĩ nói trời ơi tu sĩ gì kỳ vậy, thấy không? Đây mời bà con xem nha. Lúc đầu tôi nghe tôi cũng ngạc nhiên, tôi nghĩ này chắc là đã làm giả quá. À, nhưng mà rồi so sánh giọng nói này kia kia nọ thì không thể làm giả được. À, bởi vì cái giọng AI thì nó không có đạt đến cái mức độ mà gọi là giống y chang 100%. Do đó tôi tin là cái này là thật. Nhưng mà thật như thế này thì đúng là sợ quá bà con. Mời bà con nghe nha. Mà vô đây con, ta là thằng con, ta chắc nó đuổi bay tệ con. Ôi trời ơi bà con nghe không? Nghe không? À, thiệt tình tôi nói sao mà trời đất ơi là trời. Ông giáo hội ơi, à, ông Thích Đức Thiện ơi, ông nghe cái này đi để ông thấy. Bây giờ tôi bỏ qua cái chuyện công kích này kia kìa nào. Nhưng mà cái cách nói, cách làm như thế này, cách diễn đạt thế này là nó không được. Đối với một tu sĩ Phật giáo không được. À, nó chỉ có một người bình thường người ta mới lại nói đùa như thế này thôi, phải không? Ở đây thì tôi tin là ông nói thật, nhưng mà tôi nói là cái trường hợp ngay cả nói đùa thì cũng chỉ là một người dân thường họ mới có quyền nói đùa như thế này. Còn anh tu sĩ anh không có quyền. À, chứ còn ở đây không phải nói đùa, ở đây là nói thật, phải không? Sao mà quá trời trời thế này nhỉ? Sao mà càng ngày càng đến mức mà đổ đốn là như thế này thôi? Sợ luôn thật bà con, sợ luôn, quá sợ luôn. Không hiểu là điều gì xảy ra nữa. À, đấy. Tôi đây, ta là thượng con, chấp hết tụi bay tệ con. Ôi trời ơi là trời, trời ơi trời, thật sự ra quá trời trời, quá sợ thiệt đấy chứ. À, quá trời trời luôn. Nói cái gì vậy là ông gì đấy, gì Thuận hả? Huệ Thuận à? Ôi trời trời ơi là trời. Ô, lâu nay thì tôi cũng thỉnh thoảng tôi vẫn có thấy thấy ổng, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái ông này chắc cũng không đáng quan tâm. Nhưng mà không đáng quan tâm với cái mức độ vừa phải. Còn như thế này thì thôi. À, như thế này thì coi như là tôi nói là thua luôn. À, mấy ông giáo hội không chịu nghe những cái này. Được không? Mà rồi thì cứ đi làm cái kiểu như công văn 151 này. Tôi xịt cái chỗ công văn 151 này ra đây. À, mấy ông phải nghe chỗ này. Mấy ông phải lắng nghe tu sĩ của các ông đang nói gì, đang làm gì. Chứ không phải làm cái thông báo là về người được gọi là sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Phải không? Thì đó, tu sĩ Phật giáo của các ông đó. Thấy không? Tu sĩ đó. Mà vô đây con, À, ta là thằng con, ta à, chấp hết tụi bay tệ con. đó, đó, tu sĩ Phật giáo đó. Tự hào chưa? Tự hào chưa các bác giáo hội hả? Các bác tự hào chưa? Tự hào là tu sĩ Phật giáo chưa? Nghe không? Đấy. Cho nên tôi cứ lấy cái chốt là cái công văn 151 này, nó toát lên một cái tinh thần à, sân si nặng, quá nặng của giáo hội, để tôi soi chiếu vào những cái hiện tượng của tu sĩ của giáo hội là như thế này nha. Tôi cũng không dám nghĩ rằng sẽ có những cái tu sĩ của giáo hội như thế này bà con nha. Tôi quá luôn, quá đáng luôn, sợ thế chứ. À, giáo hội ở đây là có nghĩa là giáo hội hiện nay đó bà con, chứ còn trong quá khứ thì không phải nha. Trong quá khứ còn vẫn có nhiều người, nhiều vị tu sĩ đạo cao đức trọng tốt, nhưng mà hiện nay
thì bê bết đến mức như thế này, cần phải có một sự cải tổ, à, cải tổ sâu rộng, chứ không để như thế này được. Ai đời lại làm như thế, cái như thế này thì ngao ngán thật. Ta là thượng con chấp hết tụi bay tệ con. Ta giờ thế này để thượng con gì nào bây giờ? Bà con thấy không? Tôi nói thật sự, chỉ cần với cái phát ngôn này thôi, cần với phát ngôn này thôi là phải kỷ luật ngay, kỷ luật ngay và luôn. Nhưng mấy ông giáo hội, mấy ông trơ ra là như thế, trơ thế đấy. Tôi cũng ngao ngán luôn, ngao ngán. Hay là đây là chủ trương của giáo hội, muốn bằng mọi giá, bất chấp hết, để đi chống lại cái tinh thần Thích Minh Tuệ, tinh thần chánh pháp Thích Minh Tuệ, hay có khi nào là như vậy không? Chứ còn là nếu không là như thế này thì cái clip này nó cũng ra cả tuần lễ rồi, chả thấy giáo hội có ý kiến ý cò gì cả, bó tay bó chân bó cẳng bó giò, không biết là nói gì luôn, không? Đấy, đã mang tiếng nhiều rồi, ông Chân Quang rồi là ông nọ ông kia rồi, bây giờ cái ông này mới lú lên đâu chừng bao lâu, chừng tháng đổ lại đây ha, mà công nhận kinh cũng khiếp thật. Còn nhiều clip của ông khác nữa, nhưng mà tôi dẫn chứng một cái này để cho thấy rằng cái sự bê bết thôi bà con, sự bê bết thôi. Rồi thì dần dần nếu mà từ đây đổ đi, tôi sẽ chiếu tướng cái ông này để cho thấy ông này mức độ nó là như thế nào, thấy không? Mức độ phải nói thật sự ra là không hiểu nổi luôn bà con. Là thượng con chấp hết tụi bay tệ con ha, giờ thế này để thượng con gì nào bây giờ? Bà con thấy không? Đấy, dù nó chơi cũng không được, không chấp nhận với một tu sĩ cái kiểu như vậy, ha. Nhưng mà đây không phải nói chơi nha là bà con, không phải nói chơi. Ông này là coi như là ổng là ra một cái tuyên ngôn đấy, chứ không phải đùa đâu, không phải là nói chơi đâu. Đấy là chính là tuyên ngôn của ổng đấy nha. Đấy. Và thực sự tôi nói là thất vọng đỉnh cao luôn bà con. Như ông này thì nếu mà giáo hội tử tế thì phải khai trừ ông này ra khỏi giáo hội ngay và luôn. Chỉ cần clip lên một ngày là ngày hôm sau là phải đã họp là rồi, chứ còn ở đây thì tôi thấy ngao ngán quá, ngao ngán đỉnh cao nha bà con, ngao ngán đỉnh đỉnh siêu cao luôn á.